Trần Chiết Viễn mất hình tượng ngay dịp trọng đại, lộ tư lại bị réo gọi. Trần Triết Viễn bất ngờ bị cộng đồng mạng chê cười hậu rời xa triệu lộ tư. Sân thành công của vụ trộm không thể giấu trong khi lộ tư gặp phải không ít những tranh cãi liên quan tới bạn diễn, thì Trần Triết Viễn lại thuận lợi nhận được kịch bản mới. Trạng thái của nam diễn viên dạo gần đây cũng được cộng đồng mạng nhận xét đang ở trong trạng thái rất tốt. Ngày 29 tháng 10 vừa qua cũng chính là sinh nhật lần thứ 27 của Trần Triết Viễn. Bên cạnh hoạt động ăn mừng cùng người thân bạn bè, nam diễn viên Vụng trộm không thể giấu. Không quên livestream để chung vui cùng người hâm mộ. Được biết buổi phát trực tiếp được Trần Chiến viện thực hiện ở trường quay bộ phim Cây ô màu trắng. Trong thời gian giao lưu cùng người hâm mộ, Trần Chiến viện liên tục chia sẻ chuyện cuộc sống thường ngày là những kỷ niệm đẹp khi quay phim. Đặc biệt anh chàng còn trổ tài mua băng ngay trên livestream. Khác với hình ảnh nam thần thường ngày, Trần Chiến Viễn khi ăn khiến khán giả không khỏi vỡ mộng. Mặc dù anh chàng ăn uống rất tự nhiên và thoải mái, tuy nhiên lại mất đi vẻ điển trai trầm tĩnh thường thấy. Nhiều khán giả sau khi xem được những khoảnh khắc cười ra nước mắt này đã trêu cho chất viễn rằng anh chàng chỉ giả vờ nhẹ nhàng lịch sự khi ở gần lộ tư mà thôi. Phan của cặp đôi vụng trộm không thể giấu còn cho rằng anh chàng rõ ràng có tình cảm đặc biệt với lộ tư. Tuy nhiên một số khác lại cho rằng đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu khi ở trước mặt người khác chứ không hề chứa được ý nghĩa sâu xa nhưng phan cục bổ đồn thổi. Một số bình luận như sau Chúc mừng sinh nhật Trần Trích Viễn nhưng phải nói thật nam thần này ăn uống mất hình tượng quá. Còn đâu hình tượng Trần Xuyên Viễn ngầu lòi mà fan vẫn thường thấy. Trần Xuyên Viễn không thể làm G mua bang quả thật có lý do. Nhìn Trần Xuyên Viễn ăn no mà nó ngang luôn đó.